Làm nghệ thuật, sáng tạo là làm cái gì? Con đường phát triển sự nghiệp của những công việc mang tính chất sáng tạo sẽ ra sao? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành sáng tạo nghệ thuật có gì? Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Nhận tri thức. Và mình là Pink Dot. Hôm nay, để tiếp nối với series về những bí mật của các loài. Ở kỳ trước, chúng ta đã được biết về bí mật của loài rắn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá bí mật về một loài vốn đã bị cả xã hội đánh giá sai năng lực. Loài vật này vốn rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Chúng xuất hiện rất nhiều trong đời sống loài người và nhiều nhất là trong các bữa ăn. Vâng, và loài vật mình muốn nhắc tới trong video ngày hôm nay chính là lợn. Bạn có biết là lợn thậm chí còn thông minh hơn cả chó và cả heo? Lợn cũng có những thói quen cực kỳ sạch sẽ, hay lợn cũng có một lịch sử vô cùng huy hoàng. Xin mời đến với những sự thật thú vị mà tất cả chúng ta đều hiểu lầm về loài lợn. Hãy cùng đòi lại công bằng cho loài lợn nào các bạn ơi! Lợn không hề ngu. Nếu bố mẹ bạn, anh chị bạn hay là bạn bè của bạn từng nói là bạn ngu như lợn thì đừng vội buồn, bởi rất có thể họ đang khen bạn đấy. Thật vậy, theo thống kê của các nhà khoa học, có lẽ trái ngược với suy nghĩ của rất nhiều người thì lợn là một trong những loài thông minh nhất trong thế giới động vật. Thậm chí, chúng được xếp trên cả chó và cả heo, ngang hàng với tinh tinh và một số loài linh trưởng khác. Theo nghiên cứu thì đặc điểm nổi bật nhất của lợn đó là khả năng lưu trữ trí nhớ dài hạn, nhận biết được màu sắc, hình khối và đặc biệt là thể hiện cảm xúc đa chiều trước những sự việc cụ thể. Trước rất nhiều những suy nghĩ sai lệch về trí thông minh của loài lợn thì các nhà khoa học đã buộc phải vào cuộc. Các nhà khoa học đã tiến hành test trí thông minh của loài lợn bằng cách giấu thức ăn và sử dụng những tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của những đĩa thức ăn. Những tưởng như chú lợn ngốc nghếch sẽ loay hoay tìm thức ăn bên trong những tấm gương, nhưng mà không, chúng thừa biết đây là trò trô và nhanh chóng sử dụng gương để định vị và tìm được đồ ăn. Thậm chí có một thí nghiệm khó hơn, đó là thả lợn vào trong một mê cung và xem cách chúng thoát ra, thì những chú lợn tham gia thí nghiệm cũng hoàn thành một cách xuất sắc. Sau khi vật lý và logic không thể làm khó được lợn, thì người ta tiếp tục lại đem thể thao ra để test trình của lợn. Cùng với một thí nghiệm đó là dẫn bóng vào gôn, các nhà khoa học đã lần lượt thử độ khéo léo với các em nhỏ ở các độ tuổi khác nhau và cuối cùng là một chú lợn trung niên. Cuối cùng thì sau nhiều lần thử nghiệm, người ta đã đưa ra được một kết luận. Đó là con lợn nó có khả năng tiếp thu rất nhanh theo một quãng thời gian huấn luyện ngắn, cũng như có được trí thông minh ngang với một đứa trẻ 8 tuổi. Bên cạnh đó thì lợn có thể chơi được một vài trò khác, điển hình như là có bóng rổ. Và sau đó thì người ta kết luận lợn là một loài có khả năng khá là khéo léo. Nhưng mà chưa hết, dường như là định kiến về trí tuệ của loài lợn còn sâu sắc khi người ta tiếp tục làm những thí nghiệm khó hơn nữa. Trường hợp chú lợn Morvid của người chú có tên là Nicole von Oberkopf, sống tại Berlin, Đức. Trong một thí nghiệm về khả năng lắp đặt các khối hình theo đúng màu sắc, chú lợn này đã dùng miệng để di chuyển các khối hình và đặt chúng đúng với màu sắc tương ứng. Cách làm trò thông minh này của chú lợn đã được chủ của mình quay clip và tung chúng lên mạng, khiến cho người xem vô cùng thích thú. Và sau hàng loạt các thí nghiệm trên thì người ta đã đưa ra kết luận rằng lợn không hề ngu, và nếu có ai đó ví von rằng trí thông minh của bạn như một chú lợn thì có nghĩa là họ đang đề cao khả năng vật lý học, logic học, khả năng chơi thể thao của bạn đấy. Cũng có thể là họ muốn khen bạn có một trí nhớ tốt, một sự dẻo dai, nhưng mà ngại không muốn khen thẳng hay chăng? Lợn không hề bẩn. Bên cạnh trí thông minh thì lợn thực ra là một loài rất sạch sẽ. Người ta nghiên cứu với những cá thể lợn được nuôi trong khu bảo tồn thiên nhiên thì phát hiện ra lợn thường đi vệ sinh rất xa nơi ăn ở và ngủ của chúng. Lợn thường dầm mình vào trong bùn là do cơ thể của chúng không có tuyến mồ hôi, nên dầm mình vào bùn là để làm mát làn da của chúng. Bùn bay hơi chậm hơn nước bình thường, nên điều này chứng tỏ thêm về một sự thông minh của những con lợn này nữa. Nếu chê lợn là loài ăn uống mất vệ sinh, bạn có thể đến sở thú Basel của Thụy Sĩ để mục sở thị những con lợn rừng ăn uống vệ sinh nhất thế giới. Người ta đem đến cho chúng những lát táo dính đầy cát. Thay vì ăn ngay, chúng đem những lát táo này đến dòng nước chảy ngang qua chuồng, bỏ táo dưới nước và dùng mõm nhấn lên nhấn xuống rồi mới ăn. Ngay cả khi chúng rất đói thì chúng vẫn bỏ thời gian ra để rửa thức ăn. Và điều này không xảy ra với những quả táo sạch. Lợn đã sống với con người từ rất sớm. Nhiều người chỉ biết rằng chó là loài động vật được con người thuần hóa từ rất sớm, nhưng ít ai biết được rằng lợn cũng là một trong những loài đầu tiên rời bỏ thế giới hoang dã để đi về sinh sống với loài người. Khoảng 13.000 năm trước công nguyên ở vùng cận đông, khu vực thung lũng Rigis, ngày nay thuộc Iraq, thì lợn đã được thuần hóa và chăn để phục vụ mục đích lấy thịt. Những di tích khảo cổ cũng cho thấy khoảng 11.400 năm trước công nguyên, các loài lợn cũng đã xuất hiện tại đảo Sip trên biển Địa Trung Hải. Chúng được thuần hóa trong đất liền và gửi ra đảo trên những chiếc thuyền buôn.
Tại Trung Quốc, những mẫu khảo cổ cũng cho thấy lợn có thể đã được thuần hóa trong khoảng 9.000 cho tới 10.000 năm trước công nguyên. Cuốn sách đầu tiên về cách chăn nuôi lợn được vị hoàng đế nổi tiếng của Trung Quốc là Phục Hy viết vào năm 3.468 trước công nguyên. Tại châu Mỹ, những chú lợn đầu tiên đến vào năm 1539 cùng nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Hernando de Soto. Tại Đông Nam Á thì lợn được thuần hóa muộn hơn so với các khu vực kể trên vào khoảng năm 3.000 trước công nguyên. Tại Việt Nam, giai đoạn này thuộc thời kỳ hậu đồ đá mới. Tuy vậy thì theo các nghiên cứu về ADN thì tổ tiên của những chú lợn hoàng dã lại xuất phát từ Đông Nam Á. Những thế mạnh khác của lợn mà không phải ai cũng biết. Khứu giác của lợn là một trong những điểm đáng tự hào. Độ nhạy trong khả năng ngửi của lợn gấp khoảng 2.000 lần người. Chúng có khả năng phân biệt được khoảng 20.000 mùi khác nhau. Ở Mỹ, người ta sử dụng cả lợn nghiệp vụ để điều tra. Chúng phát hiện được cả ma túy, chất nổ khi được ngửi mùi mẫu. Phong trào phản đối ăn thịt chó trong thời gian gần đây đã nảy sinh khá nhiều ý kiến trái chiều. Những người cho rằng chó là loài vật thông minh, là loài dễ thương, thân thiện, là những người bạn của con người, hay mục đích của loài chó là trông nhà, còn những loài khác là để lấy thịt. Thế nhưng mà quan điểm có tính phân biệt đối xử đó thì chưa chắc đã là chính xác. Chưa kể xét về IQ, chưa chắc chó đã có cửa với lợn. Mặc dù là một người yêu chó, nhưng mình phải công nhận rằng ý kiến đó là chính xác. Ở Việt Nam thì có thể ít, nhưng ở nhiều nước trên thế giới, người ta nuôi lợn làm thú cưng trong nhà, đặc biệt là ở Mỹ. Câu chuyện chú lợn ỉ Lulu, một giống lợn xuất phát từ Việt Nam, đã cứu chủ nhân thoát chết khiến không ít người phải thay đổi suy nghĩ về loài này. Lịch sử huy hoàng của lợn. Trong chiến tranh Punic từ năm 246 trước công nguyên đến năm 146 trước công nguyên, giữa đế chế La Mã và đế chế Carthage, danh tướng Hannibal, người được coi là bất khả chiến bại với đội voi chiến vô địch, đã gieo rắc nỗi sợ kinh hoàng cho đội quân La Mã tinh nhuệ. Những con voi chiến như những cỗ xe tăng luôn được đưa lên trước tiền trận, sẵn sàng mở đầu những pha combat, phá nát đội hình quân địch, tạo điều kiện cho bộ binh và kỵ binh Carthage lao vào tiêu diệt địch. Liên tiếp bị Hannibal bón hành bằng voi chiến, người La Mã đã nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, đó là sử dụng những đơn vị quân có khả năng cao tờ, khắc chế lại voi chiến, và đó chính là lợn. Vốn bẩm sinh voi đã sợ tiếng kêu en ép của lợn, dù chỉ một tiếng kêu nhỏ, cộng với tính hiếu động, chạy lăng xăng của mình, những chiến binh lợn đã khiến cho những con vật to lớn phía bên đối phương một phen khốn đốn, hỗn loạn và không thể giữ được nguyên đội hình, người La Mã nhân đó đã tổ chức phản công. Đã từng trực tiếp tham chiến, lợn còn gián tiếp suýt nữa gây ra một cuộc chiến khi vào năm 1859, trong bối cảnh quần đảo San Juan nằm trong vùng tranh chấp giữa chính quyền Mỹ và thuộc địa Canada của Anh, thì có một chú lợn vui tính nào đó đã bỏ nhà ra đi và đi lạc vào một ruộng khoai tây của một cư dân quốc tịch Mỹ trên đảo có tên là Lyman Cotella. Người này đã kết thúc hành trình khám phá của chú lợn vui tính bằng một phát đạn và mọi chuyện trở nên rắc rối khi lai lịch của con lợn này được xác định. Nó thuộc về một cư dân Anh sống ở trên đảo. Nhà chức trách Anh đe dọa sẽ bắt giữ Cutler nếu không chịu bồi thường. Nhưng trên thực tế, con lợn của Lyman Cutler bắn là một con lợn rừng Berkshire và cuộc xung đột giữa hai bên bắt đầu từ việc con lợn bị bắn chết. Cả hai bên liên tiếp đã có những hành động leo thang căng thẳng với việc chuyển quân tới hòn đảo, với quân số lên tới vài ngàn lính. Thật may là ngay sau đó, chính quyền của Mỹ đã kịp thời phái tướng Winfield Scott, tổng tham mưu trưởng quân đội tới để xoa dịu tình hình. Và cuộc chiến thứ hai của người Mỹ và người Anh, kể từ sau khi Washington giúp cho 13 thuộc địa giành lại độc lập suýt nữa thì diễn ra chỉ vì một con lợn ngáo đá đi lạc. Đó, đừng bao giờ đánh giá thấp loài lợn. Chúng là những sinh vật thông minh, thân thiện, khéo léo và đặc biệt là có một lịch sử tương đối hoành tráng. Nếu như mà bạn thấy video này hay và bổ ích, đừng tiếc một like và một subscribe để ủng hộ chúng mình nhá. Đó sẽ là động lực để giúp chúng mình ra thêm nhiều sản phẩm và những video thú vị khác nữa. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Pink Dot. See ya!